Trên một đất nước đang diễn ra những giao tranh kịch liệt giữa hai nền tư tưởng tự do và cộng sản. Chuyện tình ngắn ngủi của một anh hạ sĩ đứng giữa hai chọn lựa tình yêu, trách nhiệm và một cô ca sĩ phòng trà. Anh ở đâu? Em ở đâu? Là một câu chuyện tình tiêu biểu của hàng trăm ngàn mối tình giang dở, của hàng triệu thanh niên nam nữ trong suốt 20 năm chinh chiến bảo vệ đất nước. Để thấy được những anh hùng, thật ra chỉ là những chàng trai rất bình thường, những chàng trai thời loạn đã dám yêu và dám chết cho đất nước của mình. Diễn viên Hùng Cường, Kim Vui, Mộng Tuyền, Ánh Nga, nói gì thế hả? Chúng tôi ở lại. Bảo Ân, Hà Huyền Chi, Ngọc Đức, tôi hiểu. Trần Đỗ Bây Cung, giờ anh muốn đòi những trận đánh cho riêng anh. Nhưng Ngọc nhưng Phu, dũng cảm như anh, Khả Năng, bà Năm Sa Đéc, và được sự yểm trợ của 20.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chân Trời Tím, phòng theo tiểu thuyết chuyện dài của nhà văn Văn Quang, đạo diễn Lê Hoàng Hoa, một bộ phim được liên doanh bởi 7 hãng phim danh tiếng nhất Sài Gòn.